Tử Vi tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy, đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người tuổi Mậu Thân, mệnh đại trạch thổ, tinh khí khá tùy duyên, thuận tiện mà hành xử và làm việc. Họ cơ trí, linh hoạt, tháo vát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại lợi ích đa chiều. Cá tính tùy duyên, tùy thời, khi bại bể, khi nương dâu, khiến tuổi Mậu Thân sẽ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc không vững vàng. Nhờ linh động nên những người tuổi Mậu Thân thường được yêu mến vì dễ tính, thoải mái mà lại đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Bước sang năm 2021, tuổi Mậu Thân có vận thế nửa cát, nửa hung, vừa có cơ duyên, vừa có hung hiểm. Bởi trong mệnh của tuổi Mậu Thân xuất hiện số lượng hung tinh và cát tinh ngang nhau. Bên cạnh niềm vui hạnh phúc sẽ đi kèm với những bất hạnh, đau khổ. Vậy trong 6 tháng cuối năm 2021 thì vận trình của các bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ xảy ra những điều gì? Các bác tuổi Mậu Thân có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh, sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào? Sức khỏe, tình duyên có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Theo tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy vận trình thời gian này của các bạn. Theo tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy vận trình thời gian này của các bác tuổi Mậu Thân khá bình ổn, ít biến động, cát nhiều hơn hung. Các bác vẫn còn khá nhiều cơ hội tốt đang chờ đợi phía trước. Tuy nhiên, các bác cần chú ý hơn đến tình hình sức khỏe, dành thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, tránh vì lo lực mà làm suy giảm nền tảng thể chất. Hơn nữa, trong thời gian này, các bác có thể có khá nhiều thay đổi về mặt cảm xúc, rất dễ rơi vào tình trạng tiêu cực, chán trường, chỉ tiến thủ không mạnh hoặc có cơ hội nhưng không chủ động đón lấy. Cho nên các bác cần hết sức tránh, kẻo bỏ lỡ cơ hội tốt. Đặc biệt trên phương diện tình cảm của các bác tuổi Mậu Thân trong thời điểm này là vô cùng thuận lợi. Đào hoa vượng có lợi cho những ai còn đang đơn độc. Đặc biệt, để mọi việc được viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do thái tuế, thì thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Mậu Thân nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải phần hận, hung tinh. Đồng thời từ đó các bác có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bác tuổi Mậu Thân trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tử vi của các bác tuổi Mậu Thân nửa cuối năm 2021 cho thấy các bác sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp, thậm chí có quý nhân tương trợ. Nhưng điều cốt lõi là cần phải tự làm, tự ăn, ít trông cậy vào may rủi. Thành công đều đến từ năng lực, sự cố gắng là chủ yếu. Nếu chỉ trông chờ vào vận may mà không làm gì, các bác sẽ rất dễ bị cướp mất cơ hội. Công việc trong thời gian này cũng có tính cạnh tranh mạnh mẽ, đòi hỏi các bác không ngừng nỗ lực. Đòi hỏi các bác không ngừng nỗ lực, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ,
cũng như tầm nhìn. Có như vậy, các bác tuổi Mậu Thân mới không bị tụt hậu so với lớp trẻ. Hãy cứ tin rằng chỉ cần cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ thu được thành quả đáng mừng. Ngoài ra các bác tuổi Mậu Thân được các chuyên gia phong thủy khuyên hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp các bác tuổi Mậu Thân đại thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho bản thân. Đồng thời, khi mang vòng tay bên mình, các bác sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hanh thông, quan hệ công việc dần tốt đẹp. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tử vi cho thấy do bị kiếp tài chiếu mệnh, vận trình tài lộc của các bác tuổi Mậu Thân trong nửa cuối năm 2021 tuy có tăng tiến nhưng sẽ phải gặp một số khó khăn nhất định. Việc đầu tư, kinh doanh của các bác cũng khó chiếm được lợi thế, thậm chí còn có thể bị cướp mất cơ hội và thua lỗ. Không như vậy, các bác có phần nể nang người quen nên trong thời gian này còn rất dễ hy sinh lợi ích vì bạn bè, anh em. Nhiều trường hợp còn bị lợi dụng vì sự thật thà của mình khiến tài vận càng sụt giảm. Vậy nên trong thời điểm này, các bác tuổi Mậu Thân hãy sử dụng pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp các bác xua đuổi những hung tinh, vận hạn xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, chiêu may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tử vi nhận định rằng các bác tuổi Mậu Thân được nhiều sao tốt về nhân duyên chiếu mệnh, các bác duy trì được những mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Các bác may mắn luôn có người thân, bạn bè luôn kề bên quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt khiến các bác hạnh phúc và có tư tưởng thoải mái. Tuy nhiên, giữa vợ chồng không thể tránh được những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nếu cả hai biết bao dung cho nhau, hạn chế những hơn thua nhỏ nhặt, không đáng, thì tình cảm gia đình sẽ luôn bền vững. Còn với các bác tuổi Mậu Thân đang sống đơn thân, các bác có thể dễ dàng kết giao với những người bạn mới trong những buổi họp hành, liên hoan, tìm thêm được niềm vui trong cuộc sống. Để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên các bác tuổi Mậu Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải, xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những bác đang còn độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe của các bác tuổi Mậu Thân trong nửa cuối năm 2021 là khá bình ổn. Cơ thể dù có đau yếu cũng nhanh chóng phục hồi. Ở độ tuổi này, các bác cần chủ động giữ gìn sức khỏe của bản thân, thường xuyên rèn luyện tăng cường, sức đề kháng thì không cần lo ẩn những hiểm họa hay bất lợi. Nhìn chung, các bác không có vấn đề gì lớn về sức khỏe, dù thỉnh thoảng gặp nhau phải một số triệu chứng cũng có thể được chữa trị tốt. Tuy nhiên, các bác Mậu Thân hãy sử dụng pháp khí bát bảo, tâm kinh, vòng tay sẽ giúp các bác phòng trừ và xua đuổi hung tinh. Về hạn trong năm, pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ các bác trong năm. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bác tuổi Mậu Thân trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của các bác qua phần tiếp theo của chương trình. Số tháng 7 âm lịch được coi là đen đủi theo quan niệm dân gian, nhưng may mắn các bác tuổi Mậu Thân không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhìn chung, vận trình rất bình ổn, các vấn đề công việc, sức khỏe, tình cảm, tài chính không có điều gì đáng lo ngại. Có một số mệnh chủ còn gặp không ít may mắn, tín hiệu đáng mừng cho thấy sự tiến bộ trong công việc cũng như tăng tiến về tài lộc. Tài lộc vẫn trên đà khởi sắc. Tuy nhiên, nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng, các bác tuổi Mậu Thân phải có lối chi tiêu, phóng khoáng, nên chi nhiều hơn thu, tài lộc khó tụ. Các bác cần thay đổi thói quen để duy trì nguồn tài chính ổn định. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch.
Tiếp tục các khí từ tháng trước, các bác đón tuổi Mậu Thân tuổi 28 khá nhẹ nhàng. Các phương diện cuộc sống đều diễn ra bình ổn. Công việc của các bác tiến triển thuận lợi, vấn đề nào cũng tìm được cách giải quyết. Đây là cơ hội để các bác thể hiện được năng lực cũng như tầm nhìn của mình. Hãy nắm bắt thật chắc. Mọi thứ diễn ra đều đều, đôi khi cũng khiến các bác cảm thấy cuộc sống chán nản với huồng quay, lặp đi, lặp lại. Các bác có thể tự tạo ra hứng thú, cho bản thân và tìm cách điều mình có hứng thú nhất. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch, các bác Mậu Thân tập trung chủ yếu vào sự nghiệp. So với trước đây, các bác sẽ có nhiều động lực làm việc hơn trong tháng này. Tuy khó khăn không ít, nhưng kết quả đạt được vô cùng xứng đáng. Vấn đề về sức khỏe cũng cần các bác đặc biệt lưu tâm trong tháng này. Mô tả lo công việc khiến các bác nhỏ bé chăm sóc sức khỏe, khiến cơ thể có bị chịu đựng và có giới hạn để lên tiếng đáng nghi. Sau đó các bác không nên bỏ qua sức khỏe thể chất của mình, nếu không sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Cục diện tình hình trong tháng 10 báo hiệu những vất vả và áp lực mà các bác tuổi Mậu Thân phải đối mặt. Gấp đôi, gấp ba thường ngày mới mong hoàn thành công việc đúng thời hạn yêu cầu. Hơn nữa các bác sẽ phải tự thân cố gắng, làm việc một mình mà không có ai trợ giúp. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời và giúp các bác khơi thông bế tắc. Khi đó các bác sẽ thấy sự nghiệp của mình có bước phát triển không nhỏ. Tử vi tháng 11 âm lịch. Tam hợp mang đến cho các bác tuổi Mậu Thân một tháng bình ổn và nhẹ nhàng, nhiều mặt. Công việc tiến triển hợp lý, tình cảm ổn định, tài chính đủ ăn, đủ tiêu. Tuy nhiên, sức khỏe của các bác không được lý tưởng. Trong tháng có sao xấu chủ về bệnh tật chiếu mệnh nên gây ra một vài ảnh hưởng xấu. Các bác sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể suy nhược, trạng thái tinh thần sa sút, thiếu tinh thần nên dù cuộc sống bị ảnh hưởng cũng không nhỏ. Thứ sáu, tử vi tháng 12 âm lịch. Vận trình tổng thể khá nổi bật, nhất là ở phương diện sự nghiệp, hứa hẹn một tháng khá nhàn hạ, không có gì thay đổi, không có gì tạo áp lực, làm gì cũng hanh thông, hoàn thành đầy đủ. Cho nên dù cơ hội thăng chức không nhiều, nhưng các bác tuổi Mậu Thân vẫn có thể cảm thấy thư thái với tình trạng êm đềm hiện tại. Tuy nhiên, phương diện tài chính của các bác lại có dấu hiệu sụt giảm, chủ yếu do thu nhập không có nguồn tăng, nhưng nhu cầu chi tiêu tăng lên. Không ít thời điểm các bác vung tay mua sắm quá đà, dẫn đến tài chính khó thu, tiền mặt bạc thất thoát. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, mọi người hãy cùng tìm hiểu vận trình tổng thể, tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Mậu Thân trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao, hạn và là số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn của các bác tuổi Mậu Thân. Trong thời điểm 6 tháng cuối năm 2021, bác trai tuổi Mậu Thân đời sau Mộc Đức chiếu mệnh. Bởi Mộc Đức được coi là phước tinh hay mang lại may mắn, tạo an vui, tốt lành, nhất là gia đạo. Tuy nhiên, bác vẫn cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Bên cạnh đó, bác trai cũng cần chú ý đến hạn huỳnh tuyền. Đây là hạn xấu tác động chủ yếu về sức khỏe. Thời điểm này, các bác sẽ dễ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng. Mưu cầu danh lợi đều khó thành nên sẽ xảy ra thất bại. Còn đối với các bác Mậu Thân trong thời điểm này, bác sẽ được sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Đây là sao tốt chủ về học, kỷ sự trong nhà có nhiều chuyện vui. Tuy nhiên, sau này kỵ nhất định vào tháng 4 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt, mất mát của cải, bị đàm tiếu nói xấu sau lưng. Ngoài ra bác gái còn cần chú ý đến hạn toán tận chiếu mệnh. Chủ yếu gồm hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ, nguy hiểm tới tính mạng, miễn là vì tiền mà bỏ tất cả. Thứ hai, luận hung can nhân vận 6 tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của các bác tuổi Mậu Thân trong thời gian này gồm có sao Hỷ, Long Đức báo hiệu chuyện vui, quý nhân giúp đỡ, và hung tinh Đà La tiểu hao gây hao tán tiền bạc hoặc đau yếu. Cung tam hợp gồm có các sao Văn Tinh, Quán Sách, Bệnh Phù, Tuần, Triệt gây trở ngại cho công việc làm ăn và sức khỏe. Cuối cùng, xung chiếu cho các tinh Thiên Lung, Thiên Khôi, Hồng Loan và tặng đào hoa và quý nhân vượng. Trong đó,
cùng còn có hung tinh cô thần, hồi khí, thiên không, kiếp sát, ngọ ép về mặt cảm xúc khiến tinh thần bất ổn, đề phòng tai nạn bất ngờ. Và rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của các bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo, kênh Phong Thủy Gia Cát khuyên quý gia chủ cần chăm sóc sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái. Đặc biệt, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Chương trình trong suốt thời gian qua, kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn.